xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả quyển sách Ung thư, tin đồn và sự thật do Ruy Băng Tím thực hiện, nhà xuất bản Dân Trí. Tin đồn số 35: Fucoidan có hiệu quả thần kỳ trong điều trị ung thư. Điều đầu tiên, chúng tôi muốn khẳng định Fucoidan là thành phần bổ sung, dietary supplement, không phải thuốc điều trị ung thư. Fucoidan không có trong danh sách thuốc điều trị ung thư được chứng nhận bởi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA. Văn bản mang số hiệu GRAS Notic No GRN 000661 được công bố trên website của FDA công nhận Fucoidan từ loại tảo Fucus vesiculosus được sử dụng như một thành phần trong danh sách thực phẩm bao gồm bánh, súp, thức ăn nhẹ với hàm lượng không quá 30mg một khẩu phần. Một số nghiên cứu khoa học cho thấy Fucoidan có tác dụng ức chế tế bào ung thư. Hoạt tính sinh học của Fucoidan được tóm lược bằng hình vẽ sau. Bên cạnh đó, có bằng chứng cho thấy Fucoidan có tác dụng giúp tăng hiệu quả của quá trị liệu. Tuy nhiên, các kết quả này còn gây nhiều tranh cãi. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Oncotarget đưa ra kết quả việc kết hợp Lapatinib, một loại thuốc điều trị ung thư chính thống, và Fucoidan làm tăng tác dụng điều trị của Lapatinib đối với melanoma, một dòng ung thư da ác tính. Ngược lại, nghiên cứu khác chỉ ra tác dụng cộng hưởng của Fucoidan và Lapatinib phụ thuộc vào dòng tế bào ung thư được điều trị. Đối với một số dòng ung thư khác, sự kết hợp Fucoidan và Lapatinib không làm tăng hiệu quả điều trị. Fucoidan là một hợp chất có hoạt tính sinh học mạnh, hứa hẹn phát triển thành một loại thuốc điều trị ung thư mới. Tuy nhiên, việc nghiên cứu Fucoidan hiện nay vẫn gặp những giới hạn như sau. Fucoidan không phải là một hợp chất có cấu trúc xác định. Fucoidan là nhóm các hợp chất được chiết xuất từ tảo biển. Từ các loại tảo biển khác nhau sẽ thu nhận được Fucoidan có cấu trúc hóa học khác nhau. Do đó, hoạt tính sinh học thay đổi, khả năng tiêu diệt tế bào ung thư của Fucoidan có sự khác biệt khá lớn giữa các loại tảo biển. Nghiên cứu chỉ ra, Fucoidan từ tảo Cladocyphon ocamuranus không có tác dụng ức chế tế bào ung thư vú, trong khi Fucoidan từ các loại tảo Fucus vesiculosus, một loại tảo được sử dụng phổ biến để sản xuất Fucoidan, có tác dụng ngăn cản sự phát triển của tế bào ung thư vú. Việc không xác định được cấu trúc hoạt tính sinh học của Fucoidan cũng là trở ngại lớn trong nghiên cứu hợp chất này. Muốn phát triển Fucoidan trên quy mô công nghiệp, cần quá trình nghiên cứu lâu dài, xác định chính xác cấu trúc có hoạt tính sinh học trong nhóm hợp chất, sau đó tiến hành tổng hợp hoặc bán tổng hợp Fucoidan với số lượng lớn. Giá thành của Fucoidan cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình nghiên cứu. Hiện nay, việc nuôi cấy tảo, thu thập nhiên liệu tảo phục vụ quá trình sản xuất là bắt buộc. Nguồn tảo sử dụng để chiết xuất Fucoidan có giá thành cao, đồng thời hiệu suất phân lập thấp, do vậy cần sử dụng số lượng lớn nguyên liệu, dẫn đến giá thành sản phẩm bị đẩy lên cao. Ngoài ra, Fucoidan còn gây ra một số tác dụng phụ cho người sử dụng. Fucoidan làm tăng nguy cơ chảy máu. Việc sử dụng trong một thời gian dài gây ra một số tác phụ như ảnh hưởng đến quá trình đông máu, gây tiêu chảy. Ngoài ra, việc sử dụng Fucoidan trong một thời gian dài là nguyên nhân gây ra những bệnh về tuyến giáp. Tảo nâu, nguồn nguyên liệu để chiết xuất Fucoidan chứa một hàm lượng lớn iốt. Tiếp nhận một lượng lớn iốt trong một thời gian dài gây ra các vấn đề đối với tuyến giáp. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ khuyến cáo cả nam và nữ nên tiêu thụ khoảng 150 microgram iốt mỗi ngày. Tóm lại, mặc dù có những bằng chứng về tác dụng chống ung thư của Fucoidan, nhưng việc ứng dụng trên người còn nhiều hạn chế nên nó chưa được xem là thuốc điều trị chính thức. Vì vậy, Fucoidan không nên sử dụng như là một thuốc điều trị ung thư. Sự thật, Fucoidan hiện chưa phải là thuốc điều trị ung thư. Thạc sĩ Trần Thị Hồng Loan. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe sách nói Ruy Băng Tím, ung thư, tin đồn và sự thật. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an khang. Xin chào và hẹn gặp lại.